Chào tất cả các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem là không biết cái mùa này là cái mùa động dục của mấy con két hay sao mà nó đẻ này các bạn. Nó đẻ quá trời đẻ luôn. Đây là con két ở trong cái hồ cá rồng này nha các bạn. Đó, két trong hồ cá rồng này nha các bạn. Không, vẫn ửng đỏ. Không biết sao con vàng với con đỏ này nó lại bắt cặp với nhau nó đẻ. Phía trên này là con hổ đồng đỏ các bạn. Con này hàng siêu VIP luôn, chưa có lên clip. Tại vì chưa dám lên. Cái này là phải lên một cái clip riêng về cá hổ riêng đó, để mình nói kỹ về cá hổ. Nó đồng đỏ siêu đẹp luôn nè. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nè, nó đẻ lên láng luôn, nó đẻ ở trên nham thạch nè, rớt trứng ra ngoài nè, nó đẻ ở dưới nền nè. Và nhìn thì nhìn vậy thôi chứ trứng này không nở nha các bạn, trứng này sẽ không nở. Bởi vì cá két á, nó giống như là cái con gì, nó giống như cái con gì quên mất tiêu rồi ta, con la ngé gì, con gì mà được la với con ngựa với con lừa các bạn. Nó thì hai cái con nó không tự sinh sản được, thì cá két nó cũng vậy nữa. Cá két này không tự sinh sản được, trừ hai dòng két có thể sinh sản, đó là két panda với két latinum là két có thể sinh sản được nha các bạn. Két panda với két latinum là két có thể sinh sản được. Đó thì mình quay cho các bạn xem đi, nó rất là dữ nha. Trời ơi, cái rồng tới nó bụp luôn á. Bây giờ là cái vùng lãnh thổ này của nó, mà không biết sao hổ này nó cứ bang bang lên phía trên đây. Tại vì con hổ ở đây nó dữ quá, hổ đó dữ quá, nó bang ra là nó đập con này không à. Còn nó đẻ trứng mà nó không phải như cái con bên kia. Con bên kia là nó dọn rất là sạch, còn con này nó đẻ nó dọn lên láng luôn. Các bạn thấy không, trứng mà nó rải đều ra hết tầm lum tầm la thì làm sao mà nó có thể mà thụ tinh hết được các bạn. Không, cái này cũng nói là cái tập tính sinh sản của con này nó cũng không có được ổn cho lắm. Nói chung là dọn chuồng dọn ổ không được ổn cho lắm. Đó thì bây giờ là két bên đây cho các bạn xem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái cặp két Platinum mà trứng nó đã nở rồi nha các bạn. Rồi đây các bạn, két Platinum trứng nó đã nở rồi, các bạn sẽ thấy nha. Nó các bạn thấy không, nó giống như là mấy con ấu trùng gì đó, nó vẫn còn dính cái nõn ở trong cái bụng nó và nó chui hết vô trong cái những cái kẽ đá này các bạn. Bây giờ là con trống con mái nó vẫn tức trực và nó vẫn canh cái ổ trứng của nó chui vô rất là nhiều nha. Hôm qua là mình thấy nhiều lắm luôn á, nó chui vô hết trong trống rồi đó. Hôm qua là nó bơi chưa được, giờ nó bơi được rồi các bạn. Ấy các bạn thấy không, nó như là cái con mà lăn quăng vậy đó. Đây là con mái, đây là con trống các bạn, đúng là bạc màu Latinum lên luôn. Mấy con sai cỡ này thì phân biệt được giới tính nha, chứ còn sai cỡ hồng hoa bán là không có phân biệt được giới tính nha các bạn. Cho nên là các bạn mua phải có xác suất thôi à. Cho nên là mua thì hãy mua nhiều đi, tại giá nó cũng rẻ rề chứ nó đâu có mắc đâu các bạn. Táo quá trời luôn. Mong là nó sẽ lớn để mình quan sát, khi nào mà nó bơi được á thì lúc đó mới cho nó ăn được. Chắc cho nó ăn bo bo các bạn, chắc cho nó ăn bo bo thôi. Đó thì đó là cái clip mình cập nhật tình hình cá của mình nuôi như vậy để cho các bạn có động lực. Đấy, cho các bạn có động lực để các bạn nuôi két, những con két đẹp như thế này. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.